Tại quê hương danh y Tuệ Tĩnh, nơi có cảnh quan sông nước hữu tình, cây cối xanh tươi, không khí trong lành, có nguồn nước khoáng nóng quý giá. Đảo Ngọc xứng đáng là mạch nguồn sức khỏe, nơi chúng ta phục hồi sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, nơi con người thêm gắn kết với nhau. Nằm tại vị trí cực kỳ đắc địa, Đảo Ngọc thực sự lý tưởng cho một khu du lịch sinh thái tầm cỡ khu vực. Thật vậy, đó là vị trí giao thoa của hai tuyến du lịch quan trọng là tuyến du lịch quốc gia Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và tuyến du lịch đường sông dọc sông Thái Bình. Hơn nữa, Đảo Ngọc còn nằm giữa một vùng đất giàu tài nguyên, du lịch với nhiều di tích, danh thắng đậm đà bản sắc văn hóa và trong tương lai sẽ là trung tâm, trái tim sinh thái của thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, dù đồ án quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc được phê duyệt năm 2016, đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch đô thị, nhưng vẫn chưa có điểm nhấn, chưa tạo được sự độc đáo, hấp dẫn cho dự án. Chăn trở với điều đó, chủ đầu tư đã đề xuất một phương án quy hoạch mới, khai thác được tối đa các thế mạnh và bản sắc sông nước của khu vực, nhằm kiến tạo được một khu du lịch sinh thái hấp dẫn, trở thành một trong những điểm thu hút du lịch hàng đầu của tỉnh Hải Dương. Ý tưởng thiết kế Đảo Ngọc. Ý tưởng 1. Phát lộ viên ngọc quý từ thiên nhiên, điểm nhấn kiến trúc là cụm tháp trung tâm, thể hiện hình một con trai khổng lồ, đang ấp ủ trong mình một viên ngọc quý. Ý tưởng 2. Nơi cây xanh, mặt nước giao hòa, ôm ấp Đảo Ngọc. Mặt nước định hình cấu trúc khung, cảnh quan cho toàn đảo, đưa nước vào sâu trong khu du lịch để bảo tồn bản sắc sông nước. Vành đai xanh, hành lang xanh kết nối đô thị. Khu vực quy hoạch được chia làm 5 phân khu chức năng và 2 trục chính, trục thương mại, dịch vụ là cửa ngõ quan trọng nhất của đảo, kết nối đảo với thành phố. Trục ẩm thực phố đi bộ là trục cảnh quan quan trọng nhất, kết nối cảnh quan từ sông cũ, qua lõi trung tâm, đến sông mới. Phân khu 1, lõi dịch vụ tổng hợp là tổ hợp các công trình có chức năng hỗn hợp từ trung bình đến cao tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn bộ khu vực. Phân khu 2, cụm dịch vụ du lịch sinh thái, cung cấp các dịch vụ, tiện ích du lịch chất lượng cao, thuộc phân khúc cao cấp. Phân khu 3, không gian vui chơi giải trí, cung cấp các dịch vụ giải trí đa dạng kết hợp văn hóa, tâm linh. Phân khu 4, khu ở sinh thái vườn, khu ở biệt thự thuộc phân khúc trung cấp. Phân khu 5, khu ở sinh thái nước, khu ở biệt thự thuộc phân khúc cao cấp. Các công trình tiện ích đô thị bao gồm lõi dịch vụ tổng hợp ở trung tâm đảo, trung tâm mua sắm, giải trí, nhà hàng, khách sạn, văn phòng. Khối dịch vụ liền kề gồm các dãy nhà phố thương mại, bố trí dọc các trục chính đô thị. Các công trình công cộng cấp đơn vị ở như trường mầm non, club house, trạm y tế được bố trí trong lõi các khu ở. Các công trình tiện ích du lịch bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch dưới hình thức khách sạn cao tầng hoặc khu nghỉ dưỡng thấp tầng chất lượng cao resort, dịch vụ chăm sóc sức khỏe dưới dạng trung tâm phục hồi sức khỏe, khai thác nguồn nước khoáng nóng tự nhiên để áp dụng liệu pháp nước nóng, khai thác các bài thuốc của danh y Tuệ Tĩnh để bồi bổ sức khỏe, kết hợp thực hành thiền giữa thiên nhiên, cây cỏ. Các cơ sở vui chơi giải trí bao gồm sân tập golf, sân tập thể dục thể thao, công viên giải trí văn hóa là nơi gắn kết con người. Các công trình quan trọng nhất bao gồm khách sạn cao tầng, trung tâm thương mại, quảng trường, phố thương mại, phố ẩm thực, quảng trường ven sông, trung tâm phục hồi sức khỏe, sân tập golf, sân thể dục thể thao bể bơi, khu nghỉ dưỡng cao cấp, công viên giải trí, công trình hạ tầng kỹ thuật, biệt thự sinh thái vườn, biệt thự sinh thái nước, nhà văn hóa, nhà trẻ, trạm y tế, vườn hoa ven sông, không gian giải trí nước, đập chắn nước, bãi đỗ xe. Cụm dịch vụ du lịch sinh thái ở vị trí đắc địa nhất về cảnh quan, gần nguồn nước khoáng nóng, với kiến trúc sinh thái, cung cấp dịch vụ cao cấp từ resort, sân tập golf đến phục hồi sức khỏe. Không gian vui chơi giải trí tập trung trong công viên, với 3 chủ đề chính là văn hóa Bắc Bộ, giải trí trên cạn, giải trí dưới nước. Đặc biệt,
Trong không gian văn hóa Bắc Bộ còn có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hướng ra sông che chở cho chúng sinh trên đảo và tàu thuyền qua lại. Không gian giải trí còn lan tỏa khắp khúc sông Bán Nguyệt, từ mặt nước đến hai bên bờ sông. Khu ở sinh thái vườn, với những biệt thự song lập, kiến trúc vừa hiện đại lại có âm hưởng cổ điển từ châu Âu, bao quanh các lõi xanh và công trình công cộng. Khu ở sinh thái nước, với các kênh đào đưa nước vào sâu trong đảo, du thuyền có thể cập bến, với những biệt thự đơn lập xa hoa, tạo ra một khu ở tôn vinh đẳng cấp. Trục phố thương mại, dãy shop house kiến trúc đơn giản, hiện đại, không khí nhộn nhịp, sầm uất, tạo phong cách năng động cho khu vực cửa ngõ. Lõi dịch vụ tổng hợp, với 6 tòa tháp tạo điểm nhấn vừa hoành tráng, vừa lung linh cho toàn đảo. Nằm trong khu vực phát triển đô thị Nam Hải Dương, là nơi có nhiều biến động phát triển đô thị chất lượng cao, dẫn đầu thị trường bất động sản khu vực, kết nối đa dạng giao thông đường bộ, đường thủy, kiến tạo một khu đô thị du lịch phát triển bền vững, đồng bộ chất lượng, gắn kết hài hòa với không gian tổng thể khu vực, tận dụng tối đa cảnh quan tự nhiên đồng thời phải phù hợp với tiềm năng và hiện trạng khu vực. Dự án trong tương lai sẽ đánh thức một hòn đảo còn ngủ quên, trở thành trái tim xanh của thành phố. Hải Dương sẽ có thêm một điểm thu hút du lịch độc đáo hấp dẫn nhà đầu tư. Người dân địa phương và du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống khỏe mạnh, phong phú trong một môi trường đẳng cấp.